Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Nếu như mà phụ nữ chúng ta muốn có một cái eo đẹp nè, ốm nè, vậy thì mình nên làm gì? Cuối video có 4 điều cần phải làm. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, mình nấu một món ăn cho ông xã mình với mình, đó là mì Quảng. Hôm qua mình đã làm bánh xèo, bánh khọt cho cái ngày thứ sáu rồi. Mình còn tép nè, cũng như là thịt ba rọi, cho nên mình hôm nay mình làm luôn, đó là mì Quảng. Làm mì Quảng thì mình cũng đã chia sẻ qua một cái video rồi, cho nên hôm nay mình không có quay nữa. Bởi vì quay nhiều quá thì mình hơi mất cỡ ha. Làm rồi, làm nữa thì thôi, kỳ quá, nói cho vui. Chứ có những lúc mình làm một cái video đó rồi cả năm thì mình có cái gì thay đổi thì mình quay trở lại. Cũng như là mình đã làm xong một cái video đó là xá tế. Làm mì Quảng thì tại sao người ta không dùng cọng mì mà là dùng cọng phở, thì thật sự ra mình cũng không có biết để trả lời như thế nào cho đúng. Từ khi mà mình biết nấu cái món mì Quảng đó là ông xã mình chỉ nè, cũng như là bạn chỉ, cho nên mình đã nấu món này lâu lắm rồi. Nếu như mà mình mua cái bánh phở màu trắng đó thì mình nên cần có một cái loại màu, đó là food color. Đây là cái food color, ở các chợ Mỹ đều có bán cũng như là chợ Việt Nam. Còn nếu như mà mình không có muốn mua bánh phở trắng đó, mình cũng có thể mua một cái loại bánh phở vàng mà người ta đã có cái màu rồi. Tuy nhiên khi mà mình cũng đã thử qua cái loại bánh phở đó, thì mình thấy cái bánh nó không có được ngon lắm. Cho nên hôm nào đó thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn có nấu mì Quảng thử mua bánh phở thường ha. Cái size thì medium là được rồi. Để làm sao có cái màu đẹp, mình chỉ cần bắt một cái nồi nước cho thật là sôi, rồi mình cho vào là 1, 2 hoặc 3 giọt tùy theo cái nồi nước đó lớn hay nhỏ, mình quậy cho thật là đều. Sau đó mình cho vào luôn là một muỗng canh dầu ăn. Khi nước thật là sôi rồi đó thì cũng như mình trụng phở ha, mình cho vào. Thời gian nếu mà bánh phở ngon đó thì mình luộc khoảng đâu là vài phút thôi. Còn nếu mà bánh phở nó hơi dai thì mình luộc lâu một chút. Nhưng mình phải ăn thử ha. Hôm nay thì mình hết bánh phở lớn rồi, cho nên mình dùng cái loại nhỏ ăn cũng được lắm. Mình với ông xã mình thì dễ ăn thôi. Đó, thì cái màu nó sẽ rất là đẹp. Đây nè, đó, cái màu đẹp ghê không? Khi mà mình đã trụng xong rồi đó, vài phút thôi ha, mình quậy. Mình đứng ở đó mình quậy là mình đổ ra cái rổ, mình rửa lại nước lạnh liền. Của mình nó rất là ngon. Còn nói về cái nước súp cũng như là tép hay là tôm với thịt thì cũng đơn giản thôi. Mình á, thì nấu theo cách đơn giản, đó là mình chỉ cần mua một cái hũ riêu cua. Để nấu cái nồi nước lèo cũng như là tép hoặc tôm như thịt mình ram lên đó, thì thường á, là mình sẽ mua một cái lon như thế này là tôm. Nếu mình không thích tôm thì mình dùng cua. Cái hiệu này á, ở các chợ Việt Nam đều có bán. Mình phải để ý ha, có cái thì có ớt, có cái thì không ha. Thì một cái này nè, mình cho phân nửa vào trong cái nồi nước súp, phân nửa thì mình ram với thịt với tôm. Đơn giản vậy thôi. Nấu ăn thì nấu theo cách gia đình, còn mình nó cũng vậy nữa, nấu theo cách gia đình của mình ăn. Ở đây nó không phải là đúng hay là sai, mà là ăn như thế nào mà gia đình mình thích thì cách đó là mình nấu. Cũng như mình chia sẻ tất cả những gì mà mình đã làm qua những cái video đó đều là những món ăn mình nấu cho gia đình của mình ăn. Bây giờ mình cho mọi người xem cái chảo tôm thịt cũng như là cái nồi nước súp của mình có cái gì. Nhưng nói trước nha, mỗi người nấu mỗi cách khác nhau. Đang làm một món ăn thì đã cúp điện hết rồi. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Mình nghĩ là một điều, ủa cúp điện thôi mà, nhưng mà mình vẫn làm video được đúng không? Ông xã mình sẽ đi xem lại hết những cái ổ điện, chỗ nào mà mình có gắn cái alarm system mà nó kêu bíp 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 á, thì ông xã sẽ bật mấy cái đó tắt hết. Rồi khi nào có điện thì sẽ bật lên trở lại. Tuy nhiên, ông xã làm việc của ổng, còn mình làm việc của mình, quay tiếp cái video, cái nồi nước súp cũng như là tép rang với lại thịt. Đây là cái chảo tép rang cũng như là thịt ba rọi. Ở trong này mình có nửa hũ riêu cua cũng như là riêu tôm. Cúp điện rồi, hy vọng rằng là cái chảo tôm thịt này cũng còn thấy được cái màu đẹp của nó. Nồi súp thì cũng rất là đơn giản lắm, mình chỉ cần hầm xương heo. Khi xương đã được rồi đó thì mình cho gia vị vào như là muối, đường, bột nêm, nước mắm, nửa hũ riêu cua hoặc là riêu tôm, còn cà nếu mình thích thì cho vào, không thì thôi, hành lá. Như vậy là cái nồi nước súp này cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ làm một tô cho hai vợ chồng cùng nhau ăn một bữa ngày thứ bảy.
Nhìn cái tô mì Quảng ngon quá ha cô chú ha. Tép này là tép ở bên Việt Nam, người ta đem qua bên Mỹ bán đó. Còn này là thịt ba rọi nè. Bánh phở thì hôm nay hết rồi, cho nên mình phải dùng bánh nhỏ thôi. Rồi làm xong một tô mì Quảng trong xã ha. Bây giờ thường á là người ta sẽ cho bánh tráng vào như thế này, rồi cái bỏ rau, bỏ đậu phộng, bỏ ớt. Nhưng mình không làm đâu, để trong xã tự làm. Như vậy được rồi đó. Rồi. Rồi ăn đi, ăn đi. Thêm nước không? Đợi một chút đi ha. Rồi, bây giờ đậu phộng, rau, rồi ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu. Rồi ông để nguyên một cái dĩa rau vô luôn, thích ăn rau lắm. Mì Quảng là phải có rau, không có rau là không có mì Quảng. À, không cần nữa thì tắt dùm luôn đi. Món ăn mà thật sự nhiều khi mình thiếu cái này mà mình có cái khác thì mình nấu cũng được. Thí dụ mình thèm ăn mì Quảng ha, mà bây giờ mình không có bánh phở medium thì thôi mình ăn bánh phở nhỏ cũng được, ngon là được rồi đó. Không có rau xà lách thì mình ăn, nếu mà không có rau sống á, thì mình ăn rau thường cũng được ha, xà lách là đủ rồi. Có giá nữa ngon lắm, quên mình có giá mình lấy ra. Xong rồi bây giờ mình ngồi xuống ăn. Mời cô chú anh chị và các bạn, mì Quảng nhanh gọn và lẹ. Ăn mì Quảng là phải có rau, không có rau thì không có ăn mì Quảng được. Nhưng mà đối với ông xã mình với mình á, ăn thiếu cái gì cũng được hết á, không sao, chế biến cũng được, dễ ăn. Còn đỡ hơn mình đi ra ngoài mình kiếm gì về mình ăn á, mình phải suy nghĩ nhức đầu lắm. Đó. Ví dụ mình làm bánh xèo còn dư tôm thịt ha, thì mình ram lên mình ăn với cơm. À, còn dư tôm với thịt hả, thì mình làm mì Quảng. Cái món gì mà mình có thể dùng tôm với thịt, một món tôm không cũng được, thịt không cũng được, nhiều món lắm. Cứ như vậy mình làm mình ăn. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn một lần nữa nha. Ngon. Con trai, con gái, ông xã rất là thích ăn mì Quảng. Có bao giờ mình đi ra ngoài mình ăn mì Quảng chưa? Có, ăn một hai lần thôi. Nói đúng ra là mình nấu ăn ở nhà nhiều hơn là mình đi ra ngoài mình mua những thức ăn đem về như là đồ ăn Việt Nam. Khi đã đi ra ngoài ăn những món ăn Việt Nam đó là ăn ở ngoài chứ không có mua về nhà. Ngoại trừ là những cái món đó là cái món mà mình không thể ở lại ăn thì thôi mua về nhà ăn. Chẳng hạn như đậu hũ nè, mình mua về nhà mình làm bún đậu mắm tôm. Có một cái nhà hàng, con gái rủ á, đi ăn bún đậu mắm tôm hay không. Cái mình nói chứ ở nhà làm ăn. Con gái nó thôi nghe nói cái tiệm này cũng ngon lắm, muốn đi thử. Mình nói ok đi thử. Tưởng sao, giờ viết qua lại nhà hàng đóng cửa rồi. Mở mới có 3 tháng thôi đóng cửa rồi. Nhà hàng nào? Không có nói tên được. Cho nên thôi mình nó nói đóng là cửa rồi mà giờ nghỉ. Uh-huh. Nó bữa ông tại sao nó tăng được để làm một cái nhà hàng không phải là dễ, rất là khó. Có những lúc mình nói chuyện cho vui ha, bạn bè của mình nói với mình nhiều năm về trước rồi chứ không phải bây giờ ha, bây giờ mình không có nói nữa đâu, cứ kêu mình mở nhà hàng đi. Mình nói mình là không có cái nhà hàng đâu, không bao giờ thích mở nhà hàng. Bởi vì mình nói như thế này nè, mình nấu cho nhà mình ăn thì được, nhưng mà mình nấu cho biết bao nhiêu người ăn đâu phải là dễ nấu đâu. Có nhiều người họ nấu rất là giỏi mà ra họ cũng đóng cửa. Còn có nhiều người họ nấu hả là họ cứ mở tiệm này qua tiệm kia. Nhưng mà mình thấy á, mình chỉ cần mở một tiệm thôi là đủ rồi. Mình mà mở nhiều tiệm quá rốt cuộc là không có làm được. Đó, mình thấy là như vậy. Nhưng mà nếu nấu món, nếu như mà mình làm nhà hàng á, mình nấu ít món lại thì có lẽ ngon hơn. Mình nấu một cái nhà hàng quá là nhiều món lắm,
thì sẽ rất là cực luôn á. Mình thấy ở trên Facebook đăng nấu ăn ở nhà đó, người ta nấu rồi mình mua về mình ăn nhiều lắm. Cái tiền á mà mình trả mỗi một phần ăn đó thì mình thấy cũng khoảng là 15 đồng cho một phần ăn, còn nếu mà mình ra nhà hàng á thì 17 đồng. Ví dụ là như vậy. Hôm nay để cái đồng giỏ nhiều quá. Rồi thì mấy mốt mình mua cái con tép khác đi, đừng có đồng, mấy con tép mấy bữa làm á. Ông xã nói ra tép này nè, đầu nhiều quá cho nên ăn ông xã phải bỏ ra. Mình nói tại vì mình muốn thử đó, coi nó ngon không. Mình thì ok. Cái đầu cái vỏ nhiều quá, cắn đi, bỏ đầu. Nó có bán loại tôm này mà không có đầu không? Có chứ. Vậy mua cái đó ăn. Nhưng mà cái loại tép này em Việt Nam ta đem qua là phải có đầu. Cái loại này làm để đổ bánh xèo với bánh khọt là phải có cái đầu. Mới cúp điện ta 2 giờ rưỡi rồi. Vậy hả? Thịt ba rọi á, khi mà mình mua về để mà nấu những món ăn á, mình thấy rằng là nếu mà lựa những cái miếng thịt ba rọi mà nó có miếng xương á thì cái loại đó ngon nhất. Còn một cái loại mà giống như không có xương lắm thì cái miếng nó không ngon bằng đâu. Cho nên lúc nào mình cũng thích mua một cái miếng là có xương sẵn về mình làm món ăn cho gia đình. Thật sự ra mì Quảng rất là dễ nấu, không có khó đâu. Hồi xưa mình đâu có biết nấu ăn, cái mình cũng phải học thôi. Thí dụ như là bún bò Huế, mì Quảng là hai cái món đó mình không có biết nấu. Nhưng mà khi mà mình lấy ông xã mình á thì mở á chỉ cho mình nấu là mì Quảng nấu như thế nào, cũng như là bún bò Huế đó chỉ cho mình nấu, thì từ đó về sau là mình biết nấu luôn. Nhưng mà cách nấu bún bò Huế bây giờ thay đổi rất là nhiều. Thí dụ ha, có người nói là bún bò Huế là phải có giò heo, có huyết, có giò sống cũng như là chả lụa. Nhưng mà không phải là chả lụa thường mà gọi là chả Huế đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy là mỗi nhà nấu ăn khác nhau. Quan trọng là trong cái nồi nước súp đó mà mình nêm như thế nào cho nó ngon. Còn thí dụ là mình không thích giò heo thì đừng có bỏ giò heo, không thích huyết thì đừng bỏ huyết. Ví dụ như vậy, nhà mình á thì nấu bún bò Huế là không có giò heo cũng không có huyết. Mình thì thích ăn, ông xã thì lại không. Nếu mà mình phải mua giò heo với huyết một mình ăn á thì không thể nào ăn hết. Mà nói chứ mua một dĩ thì cũng là một cái đùi rồi. Còn nếu nói là cứ mua một cái giò heo thì cũng nhiều lắm. Cho nên mỗi lần mình nấu bún bò Huế là mình không có nấu giò heo, cũng không như là không có dùng huyết. Còn mì Quảng đó thì cách luộc bánh phở như thế nào cho nó có cái màu đẹp thì đó mình cũng học qua, là bỏ cái màu vào, là khi mình bỏ bánh phở vào mình trụng á, nước nó phải thật là sôi luôn, sôi mạnh luôn á, sao gọi là sôi ục mục á, rồi mình bỏ cái bánh phở khô vô liền á, là mình chỉ cần đứng ở đó mình chỉ quậy nhẹ để cho cái bánh phở nó bung ra, thời gian không đến là 2-3 phút đâu là mình phải đổ ra liền, còn nếu không cái bánh phở của mình nó sẽ bị nhão. Đó thì đó là cách mà mình học được. Cho nên nói về luộc phở hả thì thôi mình luộc giỏi lắm, cũng như luộc mì cũng vậy, cái gì cũng vậy, nước cho thật là sôi mình cho vào thì thời gian mình luộc nó rất là nhanh. Nấu ăn là một cái thú vui, nấu ăn là một cái niềm vui. Có nhiều người nói trên cái những cái YouTube những câu nói mà mình học được mỗi ngày đó, cái hạnh phúc của họ là nấu ăn đó, còn hạnh phúc của mình cũng vậy đó, là nấu ăn cũng như là cái hạnh phúc làm vườn. Đó, nó như vậy, thường thường nói về làm vườn nấu ăn á thì ai cũng thích hết ha. Cho nên đó là cái mà gọi là
lúc về hưu hay là lúc còn trẻ thì thật sự cũng tùy theo. Bây giờ có rất là nhiều bạn nè, còn trẻ lắm nha, đã làm YouTube chia sẻ là nấu ăn cũng như làm vườn rồi đi chợ. Chỉ có một cái mình chưa thấy, đó là cách chăm sóc con như thế nào. Đó là một cái điều mà mình cái đó cũng là một cái mà mình, nếu mà các em mà còn trẻ nào sanh em bé ra đó, thì bây giờ mình làm những cái video là chia sẻ cách chăm sóc con đó, ví dụ như vậy ha. Nhưng mà thật sự ha, baby mà nó khóc rồi là chắc không có quay nổi nữa đâu. Hôm qua thứ sáu mình đổ bánh khọt với bánh xèo, phải nói là trời ơi, ngồi ăn hả, ăn đã luôn á, ăn mà kêu bằng ăn mà no, ai cũng no, quá trời no luôn. Đổ tới hai bịch bột luôn, bởi vì á, lâu lắm rồi không có làm, mà trời đang mưa nữa ha. Cứ như vậy rồi làm, mà hơn nữa con gái mình á, bánh xèo thì biết đổ rồi, bánh khọt á, đổ hoài không có được, nó sao mom đổ bánh khọt mà con ăn thấy giòn, mà con đổ nó không có giòn. Thành ra mới để cho con gái đổ tập, bây giờ biết rồi. Thì ra cái lý do là khi mà đổ bột á, là làm sao cho nó giòn. Mình ăn thua mình đổ nhiều hay ít, nếu mà mình đổ đầy quá thì cái bánh của nó sẽ dày bột, thì nó làm cho nó giòn. Nếu như mà mình đổ cho nó mỏng mỏng á, thì nó sẽ giòn hơn. Hơn nữa đó là nhà mình thích ăn cái giòn, cho nên khi cái khuôn bánh khọt á, nếu mình cho nằm trong cái khuôn không á, thì cái bánh nó mỏng nè, nó giòn. Mà mình muốn nó giòn nhiều hả, mình cho cái bột lên trên mặt của cái khuôn luôn, thì giống như mình có một cái dặn gì đó. Trời ơi, cháu ngoại mình ha, để ra là cứ bóc ăn cái đó gì đó. Bánh xèo cũng vậy, chiên xong hả, cái dặn của nó giòn vậy nè ha, là cứ ngồi bẻ ăn hết cái đó gì đó, thích lắm. Bánh xèo dễ làm lắm, không có khó. Mình cũng đã chia sẻ qua mấy cái video rồi. Nói đúng ra nếu mà mình muốn cho cái bánh nó giòn á, thì mình dùng cái nước gọi là nước có ga sparkling để cho mình cho vào trong cái bột, thì nó giữ được cái độ giòn rất là lâu luôn. Thay vì mình pha nước lạnh, mình khỏi pha nước lạnh, cứ pha hết cái sparkling. Tại cái nước sparkling nó đâu có ngọt. Đó, là cứ như vậy là bánh mình bảo đảm luôn giòn lắm. Xả của mình ăn xong rồi, bây giờ mình ăn một mình bơ vơ. Mình ăn chậm lắm, không ăn nhanh được. Đó, tại vừa ăn, vừa thưởng thức cái món ăn của mình, coi có cái gì ngon hay không, có cái gì dở hay không. Nhưng mà thật sự nói ha, mình nấu ăn bình thường lắm, không phải cái gì cũng ngon, hỡi thấy ăn được là được rồi. Ông xã mình ăn hả, có thấy ngon không? Để rồi từ từ mình sẽ nói cho mọi người hiểu được ông xã mình cảm giác như thế nào khi mà ngồi ăn. Nấu những món ăn đó, mình nấu như thế nào để cho nó ngon? Còn nếu lỡ như mà mình nấu nó mặn quá thì mình phải làm như thế nào? Lạc quá thì như thế nào? Đơn giản thôi. Lạc thì mình múc thêm tí xíu nước mắm cho vào, đúng không? Còn nếu mặn quá hả, cho nước sôi vào. Đó, đơn giản vậy thôi, chứ giờ làm sao? Bây giờ nó mặn thì phải cho nước sôi vô thì nó đỡ mặn, cho nên lúc nào cũng vậy, mình cố gắng làm sao nêm cho nó lạc, đừng có mặn. Đang ngồi ăn mì Quảng, ông xã hỏi chứ muốn đi tiệm mua một cái đồ mà đựng nước cho chim uống để sau khu vườn của mình đó, hỏi có muốn đi không? Mình nói ok đi, vì vậy cho nên mình đã đi thay cái áo mà cũng chưa làm xong cái video. Cho nên mình nói cho mình 15 phút thôi, mình làm xong cái video này là đi luôn cả ngày cũng được nữa. Đó, sửa soạn xong rồi đợi mình ha. Nếu mà các bạn nào muốn cho mình xuống phao mà ăn những món ăn bình thường, khỏe mạnh, không bị gì hết, ăn bao nhiêu cũng được hết, rẻ tiền, thì hôm nay mình sẵn đây chia sẻ luôn. Đó là bưởi. Đây là những trái bưởi hiện bây giờ ở các chợ Việt Nam đều có bán. Mỗi một trái bưởi này đó thì khoảng đâu là 1 đồng 29 cent hoặc là 1 đồng rưỡi tùy theo tiệm. Có những lúc nhiều tiệm chỉ bán có 99 cent mà thôi. Mỗi lần mua hả, bao nhiêu cũng được hết, ăn bao nhiêu cũng được hết. Bởi vì bưởi này đó nước nhiều lắm, mà không có chua nha, vừa ăn lắm, không có cần là ăn với muối gì đâu, chứ làm tắt ra là ăn nè, nó vậy nè. Còn nếu mà mình muốn nó hả, dắt để uống nước bao nhiêu cũng được hết. Đó là cái thành phần mà nói là ăn bưởi. Có sốt ruột không? Mình đâu thấy sốt ruột gì đâu. Mình còn uống nước chanh nè, mỗi buổi sáng ha, một cái chanh mình cắt làm hai, mình phân nửa, ông xã phân nửa, chứ dắt vô một cái ly, rồi cái mình cho tí xíu nước ấm ấm vào, hoặc là mình cho nhiều, một ly nước cũng được nữa, cứ uống một ngày một ly như vậy.
uống nhiều năm rồi không bị gì đâu. Có nhiều người nó uống giấm, có nhiều người nó uống chanh bị sót ruột, thì mình cứ nói là mình uống mình không bị nha. Cho nên tùy theo người ha. Rồi nói đến ăn, mình ăn cái gì cũng được hết. Một ngày mình muốn ăn sao mình ăn, thì nói đúng ra mọi người ăn thì có cái cách ăn khác nhau, nhưng ít nhiều gì một tuần lễ đó mình cố gắng ha, mình ăn khoảng đâu là 2 lần hoặc 3 lần ăn xà lách. Xà lách là mình ăn một buổi thôi, thí dụ mình ăn buổi trưa đi làm hoặc là chiều tối mình ăn. Ở các chợ á, người ta hay bán những cái tô xà lách như thế này nè. Ở trong này nó có đầy đủ hết. Cái loại này nó có là Caesar salad hay là chicken salad hay là bất cứ loại nào mà người ta bán trong cái tô mình mua ở grocery outlet đó, thì 5 đồng một tô, mở ra có tất cả, bột xé trộn chung lắc. Vậy là mình ăn được rồi. Mình ăn buổi trưa khi mình đi làm hoặc là chiều tối. Đó là những cái này mà mình ăn thì phải nói rằng là có sức khỏe. Thêm một thành phần nữa nếu như mình có thể làm, đó là dâu ua. Mình cũng có chia sẻ qua cách làm dâu ua rồi. Nếu mà mình không có hũ cái đó thì mình có thể đi các tiệm Việt Nam, người ta có hũ cái, khi mình mua về đó mình để ở ngoài cho nó không còn lạnh nữa, vài ba tiếng đi rồi mình mới làm dâu ua. Hay là mình có thể đi vào các chợ Mỹ bán dâu ua mà cái gọi cái loại mà không có vị gì hết, gọi là plain á, bình thường thôi đó, thì mình mua cái đó ha, rồi mình về mình làm. Công thức làm như thế nào thì mình cũng có chia sẻ qua rồi. Đơn giản lắm, chỉ cần một lon sữa đặc, rồi cho thêm nước, cho thêm sữa vào. Mình nói tới đây thôi, tự tìm cái video đó đi ha. Thôi để mình để cái video ở dưới, rồi chia sẻ làm rất là nhanh luôn, đơn giản. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là cái gì ha? Bây giờ nói vậy đi, nếu như mà mình muốn có cái eo nó đẹp đẹp, mình là không còn eo đâu, già rồi còn gì nữa đâu mà eo. Nhưng mà nếu mà mình muốn có eo dễ lắm, đó là một cách lắc eo. Ủa cái đó kêu bằng gì ta? Mình không nhớ cái kiểu gì. Bữa mình nói với cho ngoại mình cười, nó ngoại nói lộn rồi. Lắc vòng à, nói tiếng Việt đi ha, lắc vòng có nghĩa là mình mua cái vòng về, cái mình lắc à, mà mình lắc đó trong vòng nửa tiếng, vừa nghe nhạc vừa lắc, hay vừa coi YouTube của Hồng Cuộc Sống Mỹ vừa lắc. Lắc dễ không? Dễ luôn. Bây giờ có muốn mình lắc không? Mình lắc cho mọi người xem nha. Hồi xưa mình đâu có biết lắc. Khi mà đã biết lắc rồi hả, nó thiệt lắc mấy tiếng cũng được đó. Bây giờ mình lắc ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vòng. Lắc vòng có khó không? Không có khó, dễ lắm. Nếu như mà mình không biết lắc làm sao, không biết mình làm riết thì cũng sẽ biết thôi. Mình là không giờ biết lắc vòng, mình tập chừng 1-2 lần là tự nhiên mình biết lắc luôn. Cái vòng này mình có thể mua trên Amazon hoặc là ở chỗ nào mà mình có thể đi tìm mua đó. Có 2 loại vòng, mình cho mọi người xem nha. Cái này nè, nó có cái phần này thôi ha. Có một loại nữa là nó có cái cục này nè. Đó, thành ra mình thích cái nào thì mình dùng cái đó. Bây giờ mình nói như thế này, trước khi mình lắc vòng, mình á, thật sự nha, mình tự khen mình luôn ha, mình lùn á, nhưng mà mình cái eo mình bảo đảm mà cô chú thấy rồi đó hả, phải công nhận cái eo của Hồng đẹp thiệt. Mình mặc đồ là nhờ có cái eo. Người ta nói nè, người đàn bà của mình á, được cái là cái gì? Cái eo với lại cái mông. Trời ơi, nói tới mông mình sợ lắm, mình sợ lắm. Có nhiều người nói trời ơi bán mông, mình nói trời ơi bán được tôi cũng bán rồi, tôi sợ lắm. Cho nên đừng nói tới cái mông ha, mà eo ngon luôn. Tại mình mặc cái này cho cô chú không có thấy ha. Mình mặc những cái đồ mà tập thể dục á, bảo đảm cái eo mình nó xíu thôi. Đó, cho nên mình nói trước ha. Cho nên hôm nay đừng có ai cười nó, ủa tôi thấy cô Hồng đâu có eo đâu. Để bữa nào đi tôi cho mọi người xem cái eo. Nhưng mà giờ trước nhất hôm nay mình nói về cái vòng. Nếu muốn lắc vòng, thời gian mình cần lắc á, là 15 phút cho đến nửa tiếng. Mỗi một ngày mình lắc một lần. Nhưng khi mà mình đã lắc được rồi, để ý một điều, mình sẽ bị bầm nha. Mình sẽ bị bầm, tại vì mình chưa bây giờ lắc qua. Nhưng mà thời gian sau là hết. Mình lắc một tuần lễ, 2 tuần lễ tự nhiên thấy nó đau, nhưng mà mình ngừng lại. Rồi hết đau là mình lắc tiếp. Vậy là xong rồi đó. Lúc cái gì cũng vậy ha, còn lắc làm sao. Thì bây giờ thôi mọi người tự lắc đi, chứ bây giờ mình cũng không biết giải thích làm sao. Bây giờ cho mọi người xem mình lắc nha. Trời ơi, mình lắc cái này đó, là mình dặn TV lên YouTube của Hồng Cuộc Sống Mỹ, lắc hết cái video là được rồi đó. Thường thường mình làm video là nửa tiếng thôi, lắc nửa tiếng đi nha. Rồi bây giờ lắc ha, 1, 2, 3 lắc nè. Đó, thấy cô Hồng lắc chưa? Ôi trời. Đã. Đó, lắc vậy nè. Đó, cứ đứng lắc nè, đi nè. Đó, đó mình cứ đi vậy nè. Thí dụ là như vậy. Đó, thấy đã chưa?
lâu lắm rồi không có lắc. Bây giờ lắc lại thì sao? Cũng bình thường lắm. Mình cứ cầm vậy nè, để qua hướng này, chứ đừng để hướng này là ngược rồi. Nhớ là mua cái vòng lắc á, đừng có cái cục ở trong, bởi vì mới bắt đầu tập. Đã tập được rồi thì mua cái này nè, cái cục này nè, nó giúp rất là nhiều luôn. Mỗi một ngày lắc 15 phút, rồi sau đó 20 phút, 30 phút, bảo đảm là xuống phao luôn. Ăn bưởi nè, đúng không? Ăn xà lách nè, lắc vòng nè, bảo đảm mông, eo, bụng, chân. Đó, cứ vậy lắc nha. Mọi người nhớ lắc dùm cho cô Hồng, đừng lễ. 7 ngày, rảnh là lắc, nấu ăn rồi lắc. Nhưng mà nhớ ăn rồi đừng có lắc nha, ăn rồi mà lắc là đau bụng lắm đó. Cứ vậy nè, nó sắp sủa rớt thì mình lắc nó lên. Rồi, như vậy là một ngày cô Hồng đã chia sẻ. Hai vợ chồng ăn mì Quảng, lắc bụng, lắc đi, bảo đảm, ăn bưởi. Bây giờ bưởi rẻ, đúng không? Ăn xà lách, Rosie Outlet, 5 đồng, lắc vòng, một tháng đi. Cái eo này khỏi cần đi hút mỡ bụng, xuống chắc ăn luôn. Như vậy là hôm nay là một ngày chia sẻ, lắc bụng, ăn bưởi, ăn xà lách, để cho xuống vào. Hôm nào đi, rồi mình cho mọi người coi cái bụng của mình. Nhưng bây giờ không cho coi được đâu, mặc áo này đi ra ngoài rồi, lạnh lắm. Cho nên thôi ha, mến chúc cô chú, anh chị và các bạn. Vậy thì mình xin phép ngừng cái video ở đây. Hẹn lại kỳ sau. Bye bye. Ông xã mình nói vậy nè, đừng có cho ai coi eo hết á. Cho mọi người coi là tối mọi người ngủ sẽ bị nightmare. Trời ơi, cái eo cô Hồng đó hả, tưởng tượng mà thấy sợ luôn. Bye bye. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều đã thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như vô tình xem được cái video của Hồng, xin cho một cái subscribe, like và share bài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.